Sau khi bị giam chưa đầy một ngày, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được chuyển đến bệnh viện cảnh sát ngay trong đêm. Theo cảnh sát Thái Lan thông báo vào sáng nay 23 tháng 8, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã được chuyển tới bệnh viện cảnh sát vì vấn đề về tim. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của cựu lãnh đạo Thái Lan 74 tuổi, nhưng hãng tin Reuters dẫn lời một quản lý trại giam cho biết, đêm đầu nằm trong nhà giam sau khi về nước, ông Thaksin không ngủ được nên bị tăng huyết áp. Phía quản lý trại giam khẳng định, ông Thaksin có một số bệnh nền về tim mạch, phổi, cột sống, huyết áp nên được theo dõi sức khỏe rất kỹ. Trước đó, trợ lý cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Prachuap Wongsuk cũng cho biết, phía nhà giam đã đánh giá tình hình và nhận thấy thiếu bác sĩ, thiết bị y tế để đảm bảo sức khỏe cho ông Thaksin, nên quyết định chuyển ông tới bệnh viện cảnh sát.